Xin chào các bạn. Hẳn là các bạn vẫn thường nghe đến cụm từ những ý tưởng lớn gặp nhau dành cho các chính trị gia. Thế nhưng, nó chắc chắn không phải để nói về Hồ Chủ tịch và Ngô Đình Diệm. Dù vậy là khác với những gì đa số chúng ta suy nghĩ về cái nhìn hai phía dành cho nhau. Không hậm hực, không mỉa mai, cũng chẳng buông lời trách cứ, căm phẫn. Bác Hồ thì vẫn khiến người đàn ông họ Ngô phải ngậm ngùi và suy ngẫm. Đầu tiên thì chúng ta hãy đến với Ngô Đình Diệm và tiểu sử độc tài khét tiếng gia đình chị. Ngô Đình Diệm sinh năm 1901 ở làng Đại Phong, xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, trong một gia đình công giáo có đông anh em. Cha ông Ngô Đình Khả từng là thượng thư, và năm 1907 Pháp đẩy vua Thành Thái sang châu Phi, ông Khả chống lại bằng cách từ quan về nhà làm ruộng. Ông Diệm có anh cả là Ngô Đình Khôi, tổng đốc Quảng Nam, lấy con gái thượng thư Nguyễn Hữu Bài, người mà vào năm 1908 đã phản đối việc khâm sứ Ma Hê định đào mỏ vua Tự Đức để lấy vàng. Về sau thì ông Nguyễn Hữu Bài vẫn được thăng thái phó võ hiển điện đại học sĩ, rồi đến Ngô Đình Thục, một thời là giám mục đạo Thiên Chúa, và năm người anh em Ngô Đình Nhu, Ngô Đình Cẩn, Ngô Đình Luyện, Ngô Đình Thị Giáo và Ngô Đình Thị Hiệp, mẹ của Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Năm 15 tuổi thì Ngô Đình Diệm vào học trường dòng, vì thấy tại đó khắt khe quá, ông sang học trường phổ thông Pellerin Huế. Ở bảng tú tài thì Ngô Đình Diệm học rất là giỏi và được cấp học bổng để sang Paris học tập. Thế nhưng rồi, ông Diệm đã quyết định theo học trường hành chính tại Hà Nội và đến năm 1921 thì tốt nghiệp rồi ra làm tri huyện. Từ đó nhanh chóng lên đến chức tuần vũ và đến năm 1933 thì trở thành thượng thư bộ tại một chức quan đầu triều danh giá. Một thời gian sau đó, khi được Bảo Đại cử làm tổng thư ký Ủy ban Cải cách Hành chính, Ngô Đình Diệm có đề xuất một số ý kiến nhằm hạn chế sự ràng buộc của phủ toàn quyền đối với triều đình Huế, nhưng mà không được số đông trong các nội ủng hộ. Ông chọn cách từ quan vào tháng 7 năm 1933, rồi vào Sài Gòn và đến một nơi khác hoạt động chống lại sự cai trị người Pháp theo cách riêng của mình. Sau khi mà dẹp yên sự phản kháng của tướng Nguyễn Văn Hinh, bình định cuộc nổi loạn Bình Xuyên, phế truất quốc trưởng Bảo Đại, đẩy các giáo phái chống đối và ngũ tạm thời có trật tự, thì uy tín lẫn vị thế của Ngô Đình Diệm tăng lên rất là cao. Tuy nhiên, là sự thành công quá sớm trên con đường quan lộ biến ông thành một cá nhân cực kỳ là tin vào quyết định của chính mình, hay nói một cách khác là độc tài. Thêm nữa, ông luôn có những quyết định mà theo giới sử gia thì đúng nghĩa là gia đình trị. Điển hình như là chuyện ông Diệm có cách cư xử không khéo đối với thuộc cấp, khi mà đa phần tướng sĩ, sĩ quan, ông ấy đều gọi bằng thằng. Ngay cả là người thân trong nhà ông Diệm là ông Ngô Đình Luyện khi góp ý, nếu mà điều hành kiểu này, Việt Nam Cộng Hòa sẽ sụp đổ thôi, cũng bị ông Diệm nổi trận lôi đình đầy hàn học. Trong đời sống hàng ngày, ông Diệm còn là người rất phân biệt vùng miền. Ông chỉ thích nâng đỡ người gốc Huế và hay nói, chỉ có dân miền Trung mới có khả năng lãnh đạo quốc gia, dân miền Bắc hợp với buôn bán, còn dân miền Nam chỉ làm tướng võ biển mà thôi. Chủ tịch Hồ Chí Minh từ nghị định mời Ngô Đình Diệm tham gia vào chính phủ Liên Hiệp. Ít ai biết rằng, trước cuộc gặp vào tháng 1 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ý định muốn mời Ngô Đình Diệm tham gia vào chính phủ Liên Hiệp, vì người thì cũng trọng cấp tài của ông ấy. Ở thời điểm mà hơn bao giờ hết, sự đoàn kết để gìn giữ nền độc lập thống nhất của đất nước càng là một yêu cầu tối thượng. Nhưng mà trong buổi tiếp xúc, Ngô Đình Diệm cứ một mực là sẽ vẫn tiếp tục chống Pháp, nhưng mà không thể nào đi với Việt Minh. Một số người lúc bấy giờ lo ngại rằng ông Diệm là người thân Nhật, rất là nguy hiểm. Bày tỏ quan điểm trước mối lo, Hồ Chủ tịch nhấn mạnh, nếu mà ông ta thân Nhật thì Nhật đã thất bại trong chiến tranh thế giới lần thứ hai và phải rút về nước rồi. Còn ông ta nói vẫn còn chống Pháp nhưng mà không đi với Việt Minh thì cứ để ông ấy chống Pháp theo kiểu của ông ấy. Mọi chuyện diễn ra tiếp theo thì như các bạn đã biết rồi. Vì phía thực dân Pháp muốn tái chiếm để thống trị Việt Nam một lần nữa, nên toàn dân ta phải đứng lên làm một cuộc kháng chiến trường kỳ toàn dân, toàn diện để mà giữ vững quyền độc lập tự do. Đến khi Pháp càng đánh càng thua đau thiệt đậm thì cũng là lúc Mỹ lợi dụng tình thế mà can thiệp vào cuộc chiến nhằm thay thế Pháp thống trị nhân dân ta theo lối thực dân kiểu mới. Cũng để thực hiện mưu đồ đó, Mỹ đã chuẩn bị sẵn con bài là nuôi nấng Ngô Đình Diệm để đưa về thay thế Bảo Đại, lập nên chính quyền tay sai thân cận Hoa Kỳ. Mỹ, Diệm bắt tay sau Hiệp định Geneva và sự trả giá thích đáng cho kẻ cõng rắn cắn gà nhà. Vào ngày 8 tháng 5 năm 1954, một ngày sau khi bị đại bại ở chiến trường Điện Biên Phủ, Pháp phải ngồi vào bàn hội nghị cùng với sự tham dự của các nước Liên Xô, Trung Quốc, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Mỹ, Anh và ba đoàn đại diện của chính quyền bù nhìn Việt Nam, Lào, Campuchia. Đến một ngày thì vị đại sứ Ba Lan trong Ủy ban Quốc tế giám sát Hiệp định Geneva về đình chiến ở Đông Dương từ Hà Nội đi vào Sài Gòn đến chào Hồ Chủ tịch. Người đã nói với đại sứ, nhờ đại sứ chuyển lời thăm hỏi của tôi tới ông Ngô Đình Diệm. Thấy vị đại sứ có vẻ ngạc nhiên, Hồ Chủ tịch mới nói tiếp, ông Diệm là người Việt Nam. Là người Việt Nam thì ai cũng có lòng yêu nước, ông ấy yêu nước theo cách của ông ấy. Tuy nhiên, lúc đó các vị lãnh đạo của ta đã biết rõ về những ý đồ của bè lũ Mỹ, Diệm là sẽ phá hoại Hiệp định Geneva, chối bỏ hiệp thương, không thực hiện tổng tuyển cử, âm mưu chia cắt lâu dài đất nước ta, biến miền Nam thành một thuộc địa kiểu mới của Hoa Kỳ, và sự thật thì đúng là như vậy.
ông Diệm đã giúp Mỹ vào miền Nam, giết hại những người kháng chiến và đồng bào, phá hoại Hiệp định Geneva bằng cách không chịu hiệp thương, tổng tuyển cử để cho Mỹ thực hiện việc chia cắt lâu dài đất nước ta, lập nên cái gọi là Việt Nam Cộng Hòa do chính ông ta làm tổng thống, mong biến phần đất của Tổ quốc ta từ vĩ tuyến 17 trở thành thuộc địa kiểu mới của Mỹ. Lịch sử thì là như vậy, có những con người lập nên chiến tích nhưng mà cũng có những kẻ phản lại sự cố gắng của cả một dân tộc. Và Ngô Đình Diệm, kể từ khi mà ông ấy được nuôi dưỡng trong ống tay áo của một giáo chủ Hoa Kỳ theo lệnh Nhà Trắng rồi về nước làm Tổng thống, cái gọi là chính phủ Việt Nam Cộng Hòa cho đến lúc bị giết theo lệnh của người Mỹ là ngót 10 năm. Kể từ năm 1954 đến năm 1963, đất nước thì bị chia cắt. Đồng bào miền Nam của ta từ vĩ tuyến 17 trở vào đã hứng chịu cảnh điêu linh, khốn khổ và chết chóc quá là nhiều. Bấy giờ thì một nhà báo phương Tây đã hỏi Hồ Chủ tịch về cái kết là cái chết của Tổng thống họ Ngô, người thẳng thắn trả lời: ông Diệm cũng là một người yêu nước, nhưng mà cách làm của ông ấy là sai. Khi trả lời như vậy, người vẫn biết tất cả đó chỉ là việc Mỹ thay ngựa giữa dòng mà thôi. Thế nhưng, tình cảnh ở miền Nam đâu chỉ dừng lại ở đó. Những kẻ kế nhiệm Ngô Đình Diệm vì ngày càng lâm vào bế tắc nên cứ dần hung hãn thêm. Và để cứu vãn tình thế, đế quốc Mỹ đã tiến hành ném bom miền Bắc từ năm 64 đến năm 72, rồi thất bại khi dùng các pháo đài bay B-52 đánh vào Hà Nội. Mỹ ngụy càng chuốc thêm lỗi lầm và gây ra tội ác diệt chủng. Phải đến khi đồng bào miền Nam cùng quân đội nhân dân cả nước thực hiện cuộc tổng tiến công nổi dậy kết thúc thắng lợi vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, nghĩa là phải mất đến hơn 20 năm đất nước ta mới thực sự hoàn toàn giải phóng độc lập và thống nhất toàn vẹn lãnh thổ. Cuối cùng thì Ngô Đình Diệm đã phải bùi ngùi cảm thán khi nhắc về Hồ Chủ tịch. Nhà tình báo Vũ Ngọc Nhạ khi mà tiếp xúc với Tổng thống Diệm ở Dinh Gia Long đã từng ghi lại rõ lời nhận xét của ông Diệm đối với Hồ Chủ tịch như sau. Ông Diệm vẫn nhớ lại hình ảnh mảnh rẻ, giản dị, phong sương của người trong buổi tiếp. Cụ mặc quần short, chân đi dép cao su trắng với điếu thuốc lá ở trên môi. Lời nói và cử chỉ rất mực lịch thiệp. Cũng theo lời Vũ Ngọc Nhạ thì Ngô Đình Diệm bùi ngùi cảm thán, thốt ra lúc ở Dinh Gia Long rằng cụ Hồ là bậc đại nghĩa, còn qua chỉ là người tiểu khí mà thôi. Lịch sử thì có người thắng, cũng có kẻ bại. Thế nhưng để kẻ thù không đội trời chung với mình cũng phải tâm phục khẩu phục mà kính nể kiêng dè chỉ là rất ít mà thôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại!